Mai Hương xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thuốc Đông Y. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe ở tần số 98,9 MHz. Và thưa quý vị thính giả, hẳn quý vị đã biết là đột quỵ có hai dạng là nhồi máu não do tắc mạch máu não và xuất huyết não do vỡ mạch máu não. Tắc mạch máu não là tình trạng phổ biến hơn, thường xảy ra nhiều hơn ở người có các yếu tố nguy cơ mạch máu như là tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, mỡ máu cao hay là nghiện thuốc lá và dung nhĩ. Và bệnh có tỷ lệ tử vong cao, để lại di chứng nặng nề. Và chương trình Thuốc Đông Y ngày hôm nay với chủ đề đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không? Chúng tôi đã mời tới phòng thu vị khách mời quen thuộc, thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải để giải đáp tất cả những băn khoăn của quý vị thính giả về vấn đề này. Đầu tiên thì Mai Hương xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ Hồng Hải đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Xin chào MC, xin kính chào quý vị thính giả. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và quý vị thính giả thân mến, nếu như quý vị đang có những băn khoăn cần được giải đáp và tư vấn thì có thể liên hệ qua số điện thoại 1900 6255 hoặc qua hòm thư điện tử biên tập a@989.vn, hoặc có một cách nữa là chương trình đang được phát trực tiếp tại fanpage Sức Khỏe Cạch Ngang JPM, nên quý vị có thể để lại câu hỏi ở phần bình luận này nhé. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn nhãn hàng Natopet tăng cường sức khỏe tuần hoàn đã tài trợ cho chương trình này. Để được tư vấn về sản phẩm, quý thính giả hãy liên hệ đến tổng đài miễn cước cuộc gọi 1800 6305, được miễn cước cuộc gọi ạ. Và xin nhắc lại 1800 6305. Quý thính giả có thể gọi tới số điện thoại tư vấn vào tất cả ngày trong tuần hoặc là truy cập vào website natopet.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Sau đây là chương trình quảng cáo. Natto Spend hỗ trợ tan cục máu đông. Natto Spend hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và di chứng do tắc mạch người ơi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Spend, Natto Spend mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Spend, Natto Spend mãi khắc ghi trong lòng. Natto Spend hỗ trợ tan cục máu đông. Natto Spend hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và di chứng do tắc mạch người ơi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Spend, Natto Spend mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Spend, Natto Spend mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Thuốc Đông Y, và như đã giới thiệu với chủ đề đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không? Và đồng hành với chương trình là thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải. Đầu tiên thì Mai Hương xin được có một số câu hỏi gửi tới bác sĩ Hồng Hải liên quan đến vấn đề là đột quỵ. Vâng ạ, thưa bác sĩ Hồng Hải, đã là đột quỵ thì chúng ta ai cũng sợ, bởi vì là những cái cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nó rất là nhiều rồi, và người bệnh thì có thể là mất đi mạng sống khi mà một cơn đột quỵ hỏi thăm. Thế nhưng mà đi sâu tìm hiểu thì thấy rằng là đột quỵ có thể là do tắc mạch máu não hoặc là vỡ mạch máu não. Và trong nội dung chương trình ngày hôm nay thì xin hỏi bác sĩ rằng là tình trạng đột quỵ do tắc mạch máu não là như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng là trước hết chúng ta hiểu về đột quỵ não, hay người ta còn gọi là tai biến mạch máu não, là một cái vấn đề mà thấy rằng là cái tình trạng mà đột ngột mà cái lượng máu lên não, có thể là chảy máu não hoặc là tắc nghẽn mạch não và gây cái tình trạng mà giảm cái lượng máu đưa lên não và vậy mất chức năng hoặc là làm chết các cái tế bào não. Đây là cái nguyên nhân gây nên cái tình trạng trên lâm sàng chúng ta gặp phải là bệnh nhân có cái dấu hiệu như là liệt nửa người, rồi rối loạn về ngôn ngữ, rồi mất cảm giác, thậm chí có thể là mất trí nhớ, có thể hôn mê và có gây tử vong. Như vậy thì trong những trường hợp mà có những trường hợp ví dụ như là trường hợp như là xuất huyết não, nhưng cũng có thể có những trường hợp như là tắc nghẽn mạch não. Như vậy thì thấy rằng là dưới rất nhiều các cái tình trạng khác nhau, nhưng mà vấn đề ở chỗ là làm cho cái tế bào não này không đủ các cái nuôi dưỡng của tế bào não và làm mất hoặc là giảm cái chức năng hoặc là chết các cái tế bào não. Và đây chính là cái nguyên nhân gây tình trạng là hôn mê nếu trong trường hợp nặng, hoặc là gây tình trạng liệt nửa người mà chúng ta vẫn gặp thấy cái bệnh cảnh trên lâm sàng do tai biến mạch máu não gây ra. Tuy nhiên là khi cái tình trạng bệnh nhân có cái dấu hiệu tai biến mạch não thì chúng ta cũng chưa thể biết rằng
đó là xuất huyết não hay là do tắc nghẽn mạch não mà chúng ta cần phải đưa bệnh nhân đến các cái cơ sở y tế để cấp cứu, cho nên là chúng ta tránh sử dụng các cái thuốc, đặc biệt là các thuốc chống đông. Dạ vâng, như vậy thì xin hỏi bác sĩ rằng là những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng tắc mạch máu não đây ạ? Chúng ta biết là cái tình trạng tắc mạch não hay là cái tình trạng mà tai biến mạch não thì thấy rằng là có rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng một trong những nguyên nhân chúng ta biết ở đây là ví dụ như là bệnh nhân tăng huyết áp mà chúng ta không tầm soát cái con số huyết áp tốt, hoặc là ở những người mà cái tình trạng huyết áp dao động. Những trường hợp mà huyết áp dao động ấy thì có thể là lúc thì tình trạng huyết áp thì cao nhưng có lúc huyết áp lại thấp. Chính vì vậy mà chúng ta lại không điều trị được, không tầm soát được cái cơn tăng huyết áp, và đấy gây cái tình trạng tai biến mạch não. Thế hoặc là những cái trường hợp, những nguyên nhân khác chúng ta gặp phải mà hay gặp đấy, đó là cái tình trạng như là rối loạn là lipid máu. Và cái tình trạng rối loạn lipid máu ở đây này, người thấy rằng là gây cái tình trạng như là xơ vữa mạch não và cái xơ vữa các cái mạch máu. Và cái tình trạng xơ vữa mạch máu này có cái tình trạng như là cái tình trạng xơ vữa như vậy kèm theo cái tình trạng rối loạn lipid máu thì chúng ta biết rằng là hình thành các cái cục máu đông, và chính là cái cục máu đông này và có thể di chuyển đến khắp ở cơ thể. Tuy nhiên là ví dụ như nếu là di chuyển đến mạch vành thì thấy rằng là gây tình trạng ví dụ như đau tức ngực hoặc là nhồi máu cơ tim. Đối với nhồi máu cơ tim và đối với những cái cục máu đông này di chuyển đến não chẳng hạn thì có thể gây ra tắc nghẽn ở mạch não. Và khi tình trạng tắc nghẽn như vậy thì cái khả năng nuôi dưỡng ở tế bào não này sẽ kém, mà thậm chí là có thể nặng nề hơn, làm cho tế bào não không hồi phục, chết. Thì đấy là những vấn đề do cái tình trạng mà tắc nghẽn mạch não và gây nên tình trạng tai biến mạch máu não. Và chúng ta biết rằng là đây là hai thể chúng ta hay gặp nhất ở trên lâm sàng và trong những trường hợp như là do tai biến mạch máu não. Và như vậy thì tình trạng như là rối loạn lipid máu rồi tăng huyết áp rồi những cái bệnh cảnh kèm theo như là đái tháo đường, tất cả những trường hợp này cũng có thể là cái nguyên nhân gây cái tình trạng như là gây ra tình trạng tai biến mạch não. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Hồng Hải. Rõ ràng là trong rất nhiều những chương trình thì chúng tôi đã nhờ các bác sĩ chia sẻ những cái thông tin liên quan đến những căn bệnh về đột quỵ não hay là gọi là tai biến. Thì số người mà mắc tai biến thì cũng không giảm đâu ạ, và ngày càng lại có xu hướng tăng lên do rất là nhiều những cái nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Và khi mà chúng ta nói về những bệnh nhân mà có nguy cơ mắc đột quỵ não hoặc là có nguy cơ gặp phải những cơn tai biến thì ngay từ chính trong gia đình chúng ta cũng cần phải để ý một số những cái dấu hiệu cho thấy những cái sự thay đổi bất thường của cơ thể. Chẳng hạn như là rất nhiều những bệnh nhân, những người cao tuổi đang có một số những cái bệnh lý nền thì sẽ có một cái máy đo huyết áp tại nhà, và chỉ số huyết áp ở mức bình thường là 120/80 đúng không? 120/80 mmHg thủy ngân ạ. Vâng ạ, 120/80 mmHg thủy ngân. Thì nếu như chúng ta thấy là nó có cái sự thay đổi hoặc là chênh lệch thấp hơn thì sẽ phải để ý đến cái vấn đề này và nhờ các bác sĩ tư vấn. Và vậy thì xin hỏi bác sĩ Hồng Hải rằng là cơn đột quỵ nhồi máu não do tắc mạch thì nó sẽ nguy hiểm tới sức khỏe của người bệnh như thế nào, và so với đột quỵ do xuất huyết não thì cái vấn đề này nó khác nhau như thế nào thưa bác sĩ? Chúng ta biết là cái tình trạng xuất huyết não hay cái tình trạng mà vỡ mạch máu não. Thế còn đối với tình trạng mà tắc mạch máu não hay tắc nghẽn mạch máu não là cái tình trạng như là những cái hình thành các cái nguyên nhân nào đó hình thành các cái cục máu đông gây ra tình tắc nghẽn và làm cho cái tế bào não này không được nuôi dưỡng và có thậm chí là giảm hoặc là thậm chí là chết cái tế bào não. Vì cái triệu chứng của cái đột quỵ não là bản chất của nó đấy là do sự thiếu hụt các cái chức năng của thần kinh, do thiếu máu não và gây ra các cái triệu chứng ví dụ như là liệt, ví dụ như là rối loạn cảm giác, rồi rối loạn ý thức, rồi rối loạn ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta biết rằng là cái tình trạng đột quỵ não này, xuất huyết não hay là đột quỵ hay là tắc nghẽn mạch não, hoàn toàn những trường hợp nặng đều có thể gây tình trạng hôn mê, nặng đều có dẫn đến tử vong. Còn những trường hợp nhẹ thì bệnh nhân có thể được cấp cứu sớm, chúng ta có thể hồi phục. Dạ vâng. Vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Thuốc Đông Y và lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải liên quan đến vấn đề là đột quỵ não, tắc mạch máu não. Và nếu như quý vị đang quan tâm đến chủ đề này ạ, có thể gọi điện về chương trình ngày hôm nay thông qua tổng đài 1900 6255 ạ. Đến phần thứ hai của chương trình Thuốc Đông Y thì chúng tôi sẽ có những kết nối trực tiếp với quý vị. Vâng, và để tiếp tục về chủ đề này thì Mai Hương cũng có một số những câu hỏi nữa nhờ bác sĩ Hồng Hải giải đáp và cho quý vị thính giả, đó là chúng ta biết về cái mức độ nguy hiểm do cái cơn đột quỵ nhồi máu não do tắc mạch, và chúng ta có thể làm gì để mà không xảy ra tình trạng này hay không, và chúng ta có thể phòng ngừa đột quỵ hiệu quả như thế nào ạ?
Vâng, đối với tình trạng mà phòng ngừa đột quỵ thì điều đầu tiên chúng ta biết rằng là để mà phòng ngừa đột quỵ thì chúng ta cần phải quan tâm đến nhiều cái vấn đề, ví dụ như là những vấn đề mà thăm khám bệnh định kỳ. Được. Bởi vì có những trường hợp mà những tình trạng như huyết áp, chúng ta gặp phải những vấn đề mà khi chúng ta điều trị những bệnh nhân cao huyết áp ấy, mà chúng ta điều trị lại không tầm soát được con số huyết áp thì đấy là một cái yếu tố nguy cơ rất là cao. Bởi vì có những người thì người ta thấy rằng là khi nào huyết áp tăng lên thì người ta sử dụng các thuốc hạ huyết áp. Thế nhưng ngày hôm sau người ta đo huyết áp, người ta thấy rằng huyết áp người ta hạ thấp xuống rồi thì người ta lại không muốn uống nữa. Được. Nhưng mà cái việc con số huyết áp của ngày hôm nay nó thấp xuống thì là cái thuốc huyết áp chúng ta điều trị uống ngày hôm trước cho nên ngày hôm sau huyết áp chúng ta mới ổn định. Cho nên cái việc mà sử dụng thuốc huyết áp thường xuyên đúng một ngày và trong những giờ trong ngày thì là cái điều rất là cần thiết. Một cái điều thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta vẫn sau một tháng chúng ta lấy thuốc huyết áp chẳng hạn, chúng ta vẫn quay lại các cái cơ sở y tế để bác sĩ khám lại xem cái tình trạng huyết áp người ta có cái biến chứng gì kèm theo hay không, hay là cái đơn thuốc huyết áp đấy đã tầm soát được con số huyết áp hay chưa, hay là chúng ta có ghi lại toàn bộ cái vấn đề mà chúng ta con số huyết áp hàng ngày chúng ta có ghi lại không, và cũng mang máy huyết áp đến để chúng ta đo so với cái máy huyết áp ở bệnh viện xem là con số huyết áp này nó có chuẩn xác hay không, có đúng hay không. Thì tất cả những việc này chúng ta cũng cần phải làm, bởi vì nếu mà trong trường hợp mà tai biến mạch máu não ấy mà chúng ta không tầm soát được con số huyết áp thì cái việc mà tai biến mạch máu não hoàn toàn có thể gặp phải. Mà cái điều thứ hai nữa là ở những người bệnh nhân ví dụ như là một số bệnh lý về tim mạch hoặc một số những bệnh lý như đái tháo đường hoặc là có tình trạng như là rối loạn mỡ máu hay là rối loạn lipid máu mà chúng ta không điều trị, không tầm soát, có thể một số trường hợp mà chúng ta không cần phải điều trị gì, thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt có thể đưa chỉ số bình thường, nhưng cũng có trường hợp mà đã thay đổi chế độ ăn, chế độ sinh hoạt rồi mà hoàn toàn con số đó chưa về bình thường thì chúng ta phải sử dụng các cái thuốc ví dụ như là thuốc hạ mỡ máu chẳng hạn. Thì chúng ta vẫn phải sử dụng theo đơn của bác sĩ. Nếu trong tất cả những cái trường hợp đó mà chúng ta không điều trị tốt thì chắc chắn là cái việc mà tai biến mạch máu não hoàn toàn có thể xảy ra. Và trong tai biến mạch máu não thì cũng có thể nói là không chỉ là chỉ có là nhồi máu não mà cũng có thể là hoặc là tắc nghẽn mạch não mà có thể là tình trạng xuất huyết não. Như vậy thì chúng ta biết rằng là nói chung đấy là tình trạng đột quỵ não thì hoàn toàn có thể xảy ra. Được. Nếu các yếu tố nguy cơ kia vẫn cứ còn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hồng Hải. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được những cái yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến những cái cơn đột quỵ não hay là nặng hơn là xuất huyết não, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có được những cái sự phòng ngừa hiệu quả. Và nếu như mà người bị đột quỵ não thì người ta quan tâm nhất chính là vấn đề là điều trị cái cho người bệnh bị đột quỵ nhồi máu não như thế nào, và đâu là cái yếu tố quyết định cái việc hiệu quả của việc điều trị đột quỵ nhồi máu não, thưa bác sĩ? Thật ra mà nói mà khi người bệnh có dấu hiệu như là đột quỵ não thì cái việc đầu tiên là chúng ta, nếu người nhà có thấy dấu hiệu như vậy thì chúng ta cần phải là cho bệnh nhân nằm tại chỗ. Thứ hai nữa là chúng ta phải, nếu trong trường hợp bệnh nhân sốc chẳng hạn thì chúng ta biết là chúng ta phải đắp một cái chăn mỏng để tránh tình trạng bệnh nhân quá lạnh hoặc là sốc. Cho bệnh nhân nằm nghiêng về một bên, nếu là ngập mặt nghiêng về một bên, bởi vì nếu nó có trường hợp bệnh nhân có nôn mửa chẳng hạn thì có thể là bệnh nhân không bị sặc. Không cho bệnh nhân ăn uống cái gì trong cái lúc đó. Một số người thì cạo gió hoặc là cho bệnh nhân ăn uống nước trà gừng hay là một cái gì đó. Tuy nhiên trong lúc này không biết là tình trạng liệt của bệnh nhân như thế nào, và nếu chúng ta cho bệnh nhân ăn uống rất dễ bị sặc trong lúc này, cho nên không cho bệnh nhân ăn uống và cũng không cạo gió trong thời gian này. Và điều nữa là khi sử dụng các cái thuốc thì người thấy rằng là một số người thì sao là cho uống thuốc hạ huyết áp, tuy nhiên là chúng ta không biết là huyết áp bệnh nhân lúc này, thậm chí lúc đầu bệnh nhân có thể cao huyết áp nhưng mà trong lúc này thì bệnh nhân thậm chí tai biến này có thể là huyết áp lại thấp, cho nên chúng ta không cho thuốc hạ huyết áp vào giai đoạn này. Và cái đoạn thứ ba nữa là chúng ta cũng không cho các thuốc chống đông vì chúng ta cũng không biết đây là tắc nghẽn mạch não hay là tình trạng xuất huyết não. Và nếu rơi vào tình trạng xuất huyết não mà chúng ta cho các thuốc chống đông, ví dụ như aspirin chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng xuất huyết, nó sẽ nặng nề hơn. Và những tình trạng như là cạo gió rồi đánh cảm chúng ta không làm trong thời kỳ này, và càng nhanh càng tốt đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế để được có những cái cấp cứu tốt hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là những cái điều trị cái bệnh nhân mà có tai biến mạch não ấy, thì cái vấn đề là chúng ta đưa sớm càng tốt, và nếu cái việc mà chúng ta không đưa đến sớm thì có thể là
cái việc mà cấp cứu bệnh nhân sẽ khó khăn hơn. Bởi vì chúng ta biết là trong cái trường hợp mà nhồi máu não đấy thì có thể là sử dụng các cái thuốc làm tạ tiêu các cục máu đông. Và như vậy thì người ta có thể đặt các cái can thiệp với đặt stent chẳng hạn, hoặc là can thiệp nội mạch não. Nếu chúng ta đến sớm thì bác sĩ sẽ xử trí sớm hơn. Đấy là cái điều rất là cần thiết. Ngoài ra thì bác sĩ có thể cho các cái thuốc về làm loãng máu đi một số trường hợp như thế, hoặc là trong trường hợp do xuất huyết não thì tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà bác sĩ có thể cho chỉ định điều trị nội khoa hay là điều trị phẫu thuật can thiệp. Thì cái việc này nó phụ thuộc vào mỗi cái cá thể bệnh nhân và mỗi cái mức độ tình trạng bệnh nhân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều mà chúng ta để điều trị được tốt hơn ấy thì đưa tới các cái cơ sở y tế càng sớm càng tốt, và chúng ta sẽ gọi cấp cứu ngay trong cái thời điểm đó. Dạ, vâng. Người ạ. Ta gọi là cái thời gian đó là thời gian vàng đấy ạ. Dạ vâng sớm. Ạ. Đúng là khi mà chúng ta hiểu về những cái nguyên nhân gây ra căn bệnh này cũng như là cái dấu hiệu khi mà bệnh nhân biểu hiện ra của cái cơn đột quỵ hay là tắc mạch máu não này thì chúng ta sẽ cấp cứu người bệnh kịp thời. Hay như bác sĩ Hồng Hải vừa mới nói rằng là đó là một cái giờ vàng đúng không ạ? Giai đoạn vàng trong việc là cấp cứu người bị đột quỵ. Như vậy thì chúng ta cũng không cảm thấy là nó quá đáng sợ gì nếu như chúng ta có thể cấp cứu kịp thời và đưa đến bác sĩ. Bác sĩ cũng sẽ có cái sự điều trị một cách kịp thời và nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với những bệnh nhân mà để đến cái giai đoạn nặng thì mới được đến bệnh viện. Và cái việc mà chúng ta điều trị như thế nào thì rõ ràng là đây là một mối quan tâm của rất nhiều những bệnh nhân và những thính giả nghe đài. Và nếu như ngày hôm nay chúng tôi đang trò chuyện về chủ đề đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không và cái độ nguy hiểm của nó như thế nào, thì bác sĩ Hồng Hải cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin với chúng ta. Và quý vị có thể gọi điện về tổng đài 1900 6255 để kết nối trực tiếp và đặt ra những câu hỏi liên quan đến cái đột quỵ do tắc mạch máu não và nhờ bác sĩ Hồng Hải tư vấn. Vâng, và thưa bác sĩ Hồng Hải ạ, sau khi mà đột quỵ thì nếu như mà người bệnh may mắn thoát khỏi cửa tử thì chúng ta cần phải làm gì để có thể là nhanh chóng hồi phục hay là cải thiện những cái di chứng của đột quỵ nếu có ạ? Chúng ta biết là sau cái đột quỵ đấy thì cái di chứng ấy, thì cái mức độ của nó sẽ không phải ai cũng sẽ giống ai ở cái mức độ giống nhau. Có những trường hợp rất là nặng, ví dụ như là hoàn toàn mất ý thức và thấy rằng là ví dụ như là tình trạng như là vệ sinh các cái sinh hoạt hoàn toàn không chủ động, thậm chí là có thể có dấu hiệu như rối loạn cơ tròn, đi ngoài đại tiểu tiện không tự chủ, rồi tình trạng như là người ta hoàn toàn phải ăn qua sông và qua cái sự giúp đỡ của người nhà, không tự ăn uống được. Nhưng tuy nhiên cũng có thể có một số người ta lúc đầu ăn có thể rơi vãi, nhưng sau đó dần dần người ta có thể ăn được. Lúc đầu có thể là cầm nắm hơi khó, nhưng sau đó thì bàn tay người ta có thể cầm nắm lại được. Rồi đi lại có thể từ chỗ mà không đi lại được, sau đó người ta sẽ tập luyện dần dần cùng với các cái phương pháp điều trị không dùng thuốc cũng như là phương pháp dùng thuốc từ y học hiện đại phối hợp với y học cổ truyền để giúp cho người ta phục hồi các cái chức năng, đặc biệt là cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là liệt nửa người đã rất là hay gặp. Ngay cả những bất thường về tất cả những rối loạn về ngôn ngữ, rồi về trí nhớ, rồi tất cả những vấn đề đó người ta cũng cần được phục hồi dần dần. Được. Và cái sự phục hồi của mỗi cá thể này sẽ không giống nhau. Tuy nhiên là cũng có nhiều người sau khi mà cái quá trình điều trị cấp cứu rồi thì người ta về nhà và ở một số người có thể phục hồi tới trên 90%. Nhưng ngược lại cũng có thể mức độ phục hồi ít hơn, có thể những phục hồi khoảng 50% hoặc 60% với cái mức độ của nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên là nếu mà ở một số người mà cái tổn thương nó ít hơn thì cái sự phục hồi nó sẽ tốt hơn, và ở một số người thì sau khi đó người ta đã phục hồi rồi thì cái vấn đề là tầm soát con số huyết áp hoàn toàn vẫn cần thiết. Bởi vì nếu chúng ta không tầm soát con số huyết áp tiếp tục thì cái việc đột quỵ lần thứ hai hoàn toàn vẫn có thể xảy ra. Và bao giờ cái việc đột quỵ lần thứ hai bao giờ cũng nặng hơn lần thứ nhất, cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta vẫn tiếp tục tầm soát con số huyết áp cùng với lại một cái chế độ ăn hợp lý, cùng với khi mà chúng ta có thể giảm tình trạng đó rồi thì chúng ta cũng tăng cường cái quá trình vận động, cũng có thể là ban đầu cái thời gian vận động đấy sẽ ít hơn, ngắn hơn, mà chúng ta sẽ tăng dần cái quá trình tập luyện vận động đó để hồi phục sẽ tốt hơn. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái việc mà các cái tổn thương mà sau khi chúng ta bị đột quỵ mà có cái tổn thương liệt nửa người thì cái việc mà chúng ta hồi phục mà để điều trị đấy cũng là cái điều rất là quan trọng, mà có thể phối hợp với các cái biện pháp không dùng thuốc của y học cổ truyền để giúp cho cái việc hồi phục đó tốt hơn. Dạ vâng ạ. Như vậy thì như bác sĩ Hồng Hải vừa chia sẻ
với những người, những bệnh nhân mà bị tắc mạch máu não một lần thì cũng có thể là dễ bị tắc mạch máu não những lần tiếp theo, và lần sau thì lại còn nặng hơn lần trước nữa cơ. Cho nên là chúng ta cần phải rất là chú ý đến cái việc là ngăn ngừa đột quỵ và ngăn ngừa cả đột quỵ tái phát nữa. Và rõ ràng là trong cái việc là hiện nay thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược để mà phòng ngừa cũng như là cải thiện cái di chứng của đột quỵ. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm như vậy lại có rất là nhiều trên thị trường, khiến cho người bệnh hoang mang, không biết đâu là sản phẩm tốt và không biết dùng cái sản phẩm nào để mà hiệu quả. Về vấn đề này thì bác sĩ Hồng Hải có lời khuyên nào về các tiêu chí lựa chọn cái sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa, phục hồi chức năng sau đột quỵ nói chung và đột quỵ nhồi máu não nói riêng không ạ? Chúng ta biết rằng là đối với các cái thảo dược ấy, để giúp cho cái việc mà phòng ngừa để mà cái tình trạng như là đột quỵ não ấy, thì vấn đề đầu tiên chúng ta cũng phải tầm soát các cái bệnh lý, đặc biệt là những bệnh lý ví dụ như là tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như là rối loạn lipid máu. Cái việc này nếu chúng ta không tầm soát các cái bệnh lý này thì khi chúng ta biết là có sử dụng bất cứ cái gì mà tất cả những bệnh nhân tăng huyết áp mà không sử dụng các cái thuốc hạ huyết áp để tầm soát con số huyết áp thì cái nguy cơ hoàn toàn vẫn còn nguyên ở đó và rất là khó khăn trong cái quá trình mà để giúp cho cái tình trạng tránh khỏi những tình trạng đột quỵ. Tuy nhiên là ngoài khi chúng ta tầm soát con số huyết áp rồi, tất cả những cái yếu tố nguy cơ thì vẫn sẽ có, cho nên chúng ta cũng sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là xuất phát từ những cái thành phần từ trong thiên nhiên. Ví dụ như là tôi biết là trên thị trường thì có rất nhiều các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhưng tôi biết là đối với Natopet thì những thành phần từ Natokinase, đây là một cái loại mà đậu tương lên men theo phương pháp của Nhật Bản, và nó có tác dụng rất là tốt là phòng ngừa và phá tan các cái cục máu đông, hỗ trợ điều trị những trường hợp như tai biến mạch máu não, rồi các cái bệnh lý như là viêm tắc động tĩnh mạch, rồi giúp cho cái việc mà ổn định thêm huyết áp và tăng cường cải thiện cái tình trạng như là mệt mỏi, suy nhược. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái sử dụng những cái thực phẩm mà nó hoàn toàn từ trong thiên nhiên và nó rất an toàn, nó không có tác dụng phụ. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái thuốc tân dược ấy, thì bên cạnh những cái tác dụng chính thì bao giờ người ta cũng ghi những tác dụng phụ. Tuy nhiên là những thành phần đến thiên nhiên thì bao giờ cũng rất là an toàn và không có tác dụng phụ, cho nên tôi nghĩ rằng là nó có thể hỗ trợ rất là tốt để chúng ta sử dụng những cái thành phần như từ Natokinase này thì nó có rất rất an toàn và nó cũng làm cho cái việc mà phòng ngừa các để phá các cái cục máu đông và tăng cường cái quá trình tuần hoàn lưu thông của máu, cho nên tôi nghĩ rằng cái điều này cũng rất là hỗ trợ rất tốt cho người bệnh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn gợi ý của bác sĩ Hồng Hải. Vâng thưa quý vị, Natopet là sản phẩm nổi bật chứa enzyme Natokinase chiết xuất từ đậu tương lên men. Sau nhiều năm có mặt trên thị trường thì Natopet đã được hàng triệu người bị đột quỵ sử dụng và phản hồi kết quả tích cực. Sản phẩm được các giáo sư bác sĩ đánh giá cao và khuyên dùng tại nhiều hội thảo chuyên ngành. Đây cũng là một trong số rất ít sản phẩm trên thị trường có hiệu quả đã được kiểm chứng qua nghiên cứu lâm sàng tại các bệnh viện lớn trên toàn quốc như là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Tuệ Tĩnh, và kết quả cho thấy là Natopet hỗ trợ điều trị đột quỵ hiệu quả, các di chứng cải thiện tích cực và không có tác dụng phụ. Nghiên cứu tại Bệnh viện Quân y 103 cho thấy rằng là nhóm sử dụng Natopet có cải thiện di chứng của đột quỵ tốt gấp 3 lần nhóm đối chứng. Đặc biệt là nghiên cứu tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh thì cũng được nhiều tạp chí y học quốc tế đưa tin, trong đó có tạp chí Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ PubMed. Đặc biệt là nhãn hàng Natopet đang triển khai chương trình ưu đãi mua 6 tặng 1. Theo đó thì khi mua 6 hộp Natopet và tích đủ 6 điểm thành công thì quý vị thính giả sẽ được tặng một hộp Natopet ạ. Và nhãn hàng có lưu ý là chỉ mua hàng khi còn đủ tem. Và bên cạnh đó thì để khẳng định chất lượng của sản phẩm thì nhãn hàng tự tin cam kết hoàn lại 100% tiền nếu quý vị sử dụng Natopet không hiệu quả. Hãy đăng ký để được tham gia chương trình quý vị nhé. Và mọi thông tin thì xin vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước cuộc gọi 1800 6305 ạ. Xin được nhắc lại là 1800 6305. Sau đây là chương trình quảng cáo. Natto Space hỗ trợ tan cục máu đông. Natto Space hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và di chứng do tắc mạch người ơi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space. Natto Space mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natto Space. Natto Space mãi khắc ghi trong lòng.
Natto Spes hỗ trợ tan cục máu đông. Natto Spes hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và suy chứng do tắc mạch người ơi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Natto Spes, Natto Spes mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Natto Spes, Natto Spes mãi khắc ghi trong lòng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng, quý vị thính giả thân mến, chào đón quý vị quay trở lại với chương trình Thuốc Đông Y. Và ngày hôm nay với chủ đề đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không? Đồng hành với chương trình là thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải. Và bây giờ thì đến phần thứ 2 của chương trình, chúng tôi xin được kết nối trực tiếp với những thính giả đã gọi điện về tổng đài 1900-6255. Hoặc là quý vị có thể gửi thư về hòm thư điện tử biên tập a.989.vn. Những câu hỏi của quý vị thính giả chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Và bây giờ thì cũng có một câu hỏi đã được gửi về hòm thư điện tử và Mai Hương xin được gửi nhờ bác sĩ Hồng Hải luôn ạ. Thưa bác sĩ Hồng Hải, năm nay tôi 55 tuổi, ở nhà làm vườn. Khoảng 3 năm trở lại đây thì tôi thường xuyên bị chóng mặt, bủn rủn chân tay mỗi khi đứng lên ngồi xuống, cơ mặt một bên cứng lại. Con gái tôi cho biết đây có thể là những triệu chứng của đột quỵ nên đã mua Natto Pet cho tôi uống. Đến nay tôi đã uống Natto Pet được 6 tháng và tôi thấy đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh hơn, không có những biểu hiện bất thường. Tôi muốn tiếp tục dùng sản phẩm này để cải thiện các triệu chứng đột quỵ kể trên có được hay không? Và liệu sản phẩm này có an toàn không? Dùng lâu thì có tác dụng phụ hay là tôi phải kiêng khem gì hay không ạ? Xin nhờ bác sĩ ạ. À, vâng, cảm ơn thính giả đã có hỏi chương trình. Đã 55 tuổi. Thật ra cái chóng mặt đứng lên, khi đứng lên ngồi xuống, cái thay đổi tư thế, một cái triệu chứng chóng mặt đấy là một triệu chứng của rất nhiều bệnh lý khác nhau, không riêng gì đột quỵ. Chúng ta biết là chóng mặt có rất nhiều vấn đề, tình trạng thiếu máu não, những vấn đề về rối loạn tiền đình, rồi những cái vấn đề khác nó cũng có thể gây tình trạng chóng mặt, hoặc là ví dụ như bị tăng huyết áp chẳng hạn, mà chúng ta không tầm soát huyết áp tốt cũng có thể gây chóng mặt. Vậy thì tôi nghĩ rằng là đối với những người mà nếu mà có tăng huyết áp mà có những cơn chóng mặt bất bình thường như vậy, chúng ta nên là kiểm tra huyết áp, xem huyết áp là bao nhiêu, và chúng ta phải đưa tới cái cơ sở y tế để chúng ta được khám và chẩn đoán và cấp cứu điều trị, chứ không phải chúng ta để chủ quan ở nhà. Nếu có những cái dấu hiệu của tai biến mạch não thì chúng ta cần phải đưa tới cơ sở y tế. Chúng ta biết là nếu mà thính giả đã nghe cái phần đầu chúng tôi trao đổi thì chúng ta biết rằng là đột quỵ não thì có thể là xuất huyết não, cũng có thể là nghẽn mạch não hay tắc mạch não, thì thấy rằng là có rất là nhiều cái tình trạng nó bệnh lý nó khác nhau. Bởi vì khi mà cái việc mà lý do nào đó, nhưng mà cái việc cung cấp máu lên não một phần bị đột ngột, bị ngưng trệ lại, thì chắc chắn bệnh nhân sẽ gặp phải nhiều vấn đề do tắc mạch hay là do vỡ mạch não cũng thế thôi. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải tầm soát những yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, ví dụ như là đái tháo đường, ví dụ như là rối loạn mỡ máu là cái điều rất là cần thiết. Tuy nhiên là thính giả thì cũng có một cái thông tin là đã sử dụng cái sản phẩm Natto Pet rồi. Thì chúng ta biết là Natto Pet này với những thành phần từ natokinase, tức là thành phần người ta lên men từ đậu tương, lên men theo phương pháp của Nhật Bản. Và chính vì vậy nó có hỗ trợ rất là tốt, làm tiêu các cái cục máu đông, làm thông thoáng lòng mạch. Như vậy chúng ta biết là những cái trường hợp như là các cái nguyên nhân mà hình thành các cái cục máu đông rồi xơ vữa mạch, thì đấy là cái nguyên nhân mà gây tình trạng mà làm cho cái tình trạng mà có thể là tăng huyết áp, rồi cái nguy cơ dẫn đến tình trạng đột quỵ. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng Natto Pet này nó có hỗ trợ rất là tốt, để làm thông thoáng lòng mạch thì cũng làm giảm cái nguy cơ áp lực lên cái thành mạch, và cũng làm giảm cái huyết áp, và cũng là cái cải thiện những cái tình trạng như là các cái cục máu đông hình thành đấy, nó có thể là gây tình trạng tắc mạch. Do vậy mà khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm nó hoàn toàn từ trong thiên nhiên, như là từ đậu tương lên men, như là trong thành phần của Natto Pet này, thì rất an toàn, không có tác dụng phụ và không gây độc qua gan. Nên tôi nghĩ rằng là đã sử dụng rồi mà đã thấy là cái hiệu quả nó tốt thì chúng ta nên sử dụng dài. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng được hàng ngày thì rất là tốt, và nó cũng không ảnh hưởng gì tới niêm mạc dạ dày hay là cái kích ứng về niêm mạc dạ dày, và không ảnh hưởng gì tới các cái cơ quan khác. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của thính giả và xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hồng Hải. Vâng ạ, và chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ tổng đài 1900-6255 rồi ạ. Xin được trò chuyện với vị thính giả này ạ. Alo. Alo ạ, em chào chị ạ. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả. Dạ, vâng, chào bác sĩ ạ. Bác sĩ, may quá hôm nay có nghe đài, có thấy bác sĩ đang tư vấn về bệnh đột quỵ ạ.
Vâng. Thì vâng ạ, bà của cháu năm nay là 80 tuổi, bà cháu mà bị đột quỵ xong liệt nằm một chỗ ấy, thì cũng được 3 tháng rồi, bây giờ bà cháu đỡ hơn rồi nhưng mà vẫn rất là yếu, người thì run, tay chân thì run, cũng không ăn được nhiều ấy. Thì cháu thấy bác sĩ bảo là có cái Natopet, thì bác sĩ vừa giới thiệu là phòng ngừa được đột quỵ, thì không biết là bà cháu đã bị đột quỵ rồi thì có dùng được cái này không ạ? Thật ra thì để nói rằng là những trường hợp đột quỵ ấy, thì có thể có rất là nhiều các yếu tố nguy cơ. Một trong những yếu tố nguy cơ ví dụ như là ở những người mà bệnh nhân tăng huyết áp, thí dụ như ở những bệnh nhân béo phì, thí dụ như bệnh nhân rối loạn chuyển hóa lipid, hoặc là ví dụ như bệnh nhân đái tháo đường ở những người ít vận động. Như vậy thì các cái yếu tố nguy cơ ở đây chúng ta cũng cần phải điều trị các yếu tố nguy cơ. Tôi lấy ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân có tăng huyết áp, chúng ta vẫn cần phải uống thuốc hạ huyết áp theo đơn của bác sĩ. Ngoài cái điều đó ra thì tôi nghĩ rằng là sử dụng những cái càng ngày chúng ta biết là sử dụng các cái thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những thực phẩm bảo vệ sức khỏe ấy, thì những cái thành phần từ thiên nhiên nó cũng rất là an toàn. Phải nói rằng là tất cả các thuốc tân dược bên cạnh những cái thuốc mà điều trị cái tác dụng chính thì bao giờ cũng có những tác dụng phụ. Nếu mà chúng ta biết là không phải sử dụng đến nhiều thuốc tân dược và không hạn chế cái tác dụng phụ thì là rất tốt cho sức khỏe. Đối với Natopet thì là cái thành phần từ natokinase, là cái loại enzyme mà chiết xuất từ đậu tương lên men theo phương pháp của Nhật Bản. Và như vậy thì nó có tác dụng cải thiện, dự phòng các cái tiêu các cục máu đông và tăng cường cái lưu thông tuần hoàn của máu. Và như vậy tôi nghĩ rằng là phòng ngừa trong trường hợp như là tai biến mạch não, rồi trong trường hợp như là giúp cho thông thoáng lòng mạch. Như vậy thì có thể hỗ trợ rất là tốt. Ngoài cái việc mà sử dụng các cái thuốc điều trị như là tăng huyết áp ra thì sử dụng thêm Natopet thì tôi nghĩ rằng cái hiệu quả nó rất cao hơn. Sau này bà của bạn có thể là giảm bớt các cái triệu chứng rồi, có thể là vận động được rồi thì có thể là tập luyện kèm theo, và có thể là kèm theo nữa là châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, và đặc biệt là cái sự vận động này cũng đóng góp một cái phần không nhỏ bạn nhé. Vâng, mà cháu cũng đang uống thuốc huyết áp thì dùng cái Natopet này thì cũng tốt hơn ạ. Khi mà sử dụng thuốc huyết áp là đương nhiên phải sử dụng thuốc huyết áp thường xuyên, nhưng mà khi sử dụng đối với Natopet thì khi sử dụng Natopet này thì những thành phần từ natokinase nó người ta lên men theo phương pháp của Nhật Bản ấy, nó rất là an toàn mà nó lại làm tiêu cục máu đông đi, và nguy cơ hình thành các cái cục máu đông thì ở những người mà có tuổi là ít vận động rồi có nhiều vấn đề về xơ vữa mạch thì là yếu tố nguy cơ cao, cho nên mình sử dụng cái sản phẩm này thì nó sẽ an toàn và nó lại làm tiêu cục máu đông, giúp cho thông thoáng lòng mạch thì có thể hỗ trợ rất là tốt bạn nhé. Vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả và xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hồng Hải. Quý vị thính giả thân mến, quý vị có thể tiếp tục gọi điện về tổng đài 1900 6255 hoặc là gửi thư về hòm thư điện tử biên tập a@989.vn. Chúng tôi sẽ nhờ các bác sĩ trong chương trình tư vấn giúp. Bây giờ thì xin được trò chuyện với vị thính giả tiếp theo đang đợi máy rồi. Alo. Dạ vâng ạ, em là chị. Vâng ạ. Bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi về trường hợp của bà cháu năm nay, bà cháu 78 tuổi rồi. Vâng. Thì trước đây bà cháu đã bị tai biến một lần, hai lần rồi ạ. Vâng. Thì bây giờ một nửa bên người của bà cháu hơi yếu ạ. Vâng. Thì hiện nay bà cháu cũng có bị huyết áp cao, bây giờ vẫn đang dùng thuốc ấy, áp cao hàng ngày, hàng buổi sáng rồi. Nhưng mà tình trạng bên một nửa bên người nó hơi yếu ấy, thì cháu có tìm hiểu biết đến sản phẩm Natopet ạ. Thì không biết bác sĩ có thì tư vấn cho cháu về sản phẩm này không ạ? Cháu nghe nói là cũng nhiều người dùng tốt và cũng đã được nghiên cứu rồi ấy. Nên là cháu cũng muốn mua về cho bà cháu dùng ạ. Thì mong bác sĩ tư vấn giúp ạ. Vâng, bạn biết rằng là bà của bạn đã ở cái tuổi cũng tương đối cao rồi, 78 tuổi rồi mà đã bị tai biến hai lần rồi. Khi đã bị tai biến hai lần rồi mà vẫn có trong cái tình trạng như tăng huyết áp. Vậy thì cái việc mà sử dụng các cái thuốc hạ huyết áp cần phải sử dụng thường xuyên đối với những cái người mà có tuổi có thể rất là hay lẫn và có thể quên. Do vậy mà nếu mà chúng ta sẽ bỏ thuốc một ngày thôi thì đấy là một điều rất là yếu tố nguy cơ. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà sử dụng các cái thuốc hạ huyết áp sử dụng thường xuyên và hàng ngày theo cái đơn của bác sĩ và sử dụng theo một cái giờ nhất định. Bên cạnh đó thì sau đó thì cứ mỗi một tháng thì cũng có thể quay lại bác sĩ khám lại xem con số huyết áp hiện là bao nhiêu và đã tầm soát tốt chưa và có phải phối hợp thêm thuốc không. Rồi đánh giá các cái biến chứng của sau cái trường hợp mà tai biến mạch máu não, rồi đặc biệt là những cái tai biến cái
cái biến chứng của xong khi mà ở những người tăng huyết áp ấy, thì chúng ta cũng cần phải khám để kiểm tra xem chức năng thận rồi một số cái chức năng khác xem như thế nào, thì có những cái ảnh hưởng không, thì cũng cần phải đi khám và lấy đơn của bác sĩ để uống theo cái đơn của bác sĩ, tránh cái tình trạng mà chúng ta quên thuốc hoặc là chúng ta không đi khám hoặc chúng ta không theo dõi con số huyết áp, thì đấy là một điều yếu tố nguy cơ rất là cao. Hoặc thứ hai nữa là bà của bạn thì một bên người yếu, tôi đoán là chắc chắn là có liệt nửa người, và trong trường hợp liệt nửa người thì một bên người yếu là chuyện tất nhiên. Có những người thì không vận động được, có những người vận động kém, có những người vận động có thể là kém, mà tùy cái mức độ nó sẽ khác nhau. Như vậy thì nếu mà còn đi lại được thì tôi nghĩ rằng đấy là một điều cũng là rất hạnh phúc rồi. Và trong trường hợp mà đã bị tai biến rồi thì chúng ta vẫn phải tầm soát tất cả các yếu tố, từ huyết áp, từ các bệnh lý nền kèm theo, ví dụ như rối loạn lipid máu có hay không, ví dụ như đái tháo đường có hay không, hoặc một số bệnh lý về tim mạch có hay không. Nếu có, chúng ta phải điều trị theo từng chuyên khoa và điều trị để giúp cho cái việc mà cái yếu tố nguy cơ này nó giảm thiểu. Bởi vì đã tai biến 2 lần rồi thì lần 2 hoàn toàn, lần 3 bao giờ cũng sẽ nặng hơn. Một trong những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giúp cho những tuổi như bà của bạn kèm theo tình trạng tăng huyết áp này, để tránh cái tình trạng như là cái nguy cơ như hình thành cái cục máu đông, thì đấy là mấy yếu tố nguy cơ mà dẫn đến cái tình trạng như là tắc nghẽn mạch hoặc với cái tình trạng tai biến mạch máu não. Do vậy mà bà của bạn hoàn toàn có thể sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natopet, đối với cái thành phần từ natokinase, người ta lên men theo cái phương pháp từ đậu tương, theo phương pháp của Nhật Bản, và nó rất an toàn. Chúng ta biết là đậu tương thì ai rất là thân thuộc, ai cũng sẽ biết rồi. Tuy nhiên là đậu tương được lên men theo phương pháp của Nhật Bản với thành phần người ta chiết xuất được như là natokinase, thì nó có tác dụng ức chế cái việc mà hình thành các cái cục máu đông, làm thông thoáng lòng mạch. Như vậy thì trong cái trường hợp như xơ vữa mạch, rồi tắc nghẽn mạch, rồi những cái trường hợp bệnh lý tăng huyết áp, rồi bệnh lý có rối loạn lipid máu, thì sử dụng nó rất là tốt và hiệu quả, và có cái yếu tố phòng ngừa rất là tốt bạn nhé. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả của chúng ta và xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hồng Hải. Vâng ạ, về chủ đề của thuốc đông y nghệ hôm nay, đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không? Chúng tôi đã liên tục nhận được những câu hỏi của rất nhiều những vị thính giả gọi điện lên tổng đài 1900 6255. Bây giờ thì xin được trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo. Vâng ạ, cháu chào bác ạ. Alo, xin chào MC và xin chào bác sĩ Hải ạ. Dạ vâng ạ, chào bác. Tự giới thiệu tôi là Trinh. Dạ. Ở quận Tây Hồ, Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ, chào bác. Tôi 78 tuổi rồi ạ. Dạ. Vâng ạ, mời bác trao đổi ạ. Thưa bác sĩ, là tôi muốn hỏi bác sĩ một việc cái này ạ. Tôi bị bệnh nền nhiều lắm, tiểu đường này, huyết áp này, rồi mỡ máu ạ. Vâng ạ. Thế rồi lại còn trĩ này, u rồi khớp và nhiều thứ lắm ạ. Vâng. Thế nhưng mà thường xuyên tôi vẫn uống thuốc và vẫn ổn định được huyết áp. Vâng. Vẫn bình thường. Vâng. Vẫn ăn ngủ tốt ạ. Vâng ạ. Thế nhưng mà tôi cũng đã uống nhiều cái Zinco bổ não ạ. Vâng. Thế rồi là có đợt thì tôi được uống Natopet ạ. Vâng. Thế nhưng mà tôi xin hỏi bác sĩ tư vấn cho tôi, là tôi thấy chung quanh địa phương của tôi ở quận Tây Hồ này. Vâng. Thì các vị lớn tuổi như tôi cứ nhờ tiêm cái tĩnh mạch CR cái gì gần 100.000 một ống ấy ạ. Vâng. Thì thấy bảo là cái là rất bổ cho não và làm cho thành mạch não tốt. Thì theo bác sĩ là tôi có nên tiêm không ạ? Dạ vâng, cảm ơn bác câu hỏi chương trình. Bác 78 tuổi rồi. Và có nhiều cái bệnh lý từ huyết áp, rồi rối loạn mỡ máu, rồi tình trạng xương khớp, nhưng rồi hiện nay tất cả vẫn bình thường ạ. Tôi vẫn giữ là ổn định được. Vâng, có rất là nhiều cái bệnh lý, nhưng mà bác đều trong cái việc mà tầm soát, trong tầm kiểm soát. Như vậy thì cũng chúc mừng bác, rất là tốt rồi, đúng không ạ? Bác muốn sử dụng cái cerebrolysin, đấy là một cái loại mà tăng cường tuần hoàn máu não. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là bác có bác sĩ đi khám. Bác sĩ của mình thường xuyên hàng tháng, ví dụ như thuốc huyết áp chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng bác nên là hỏi ý kiến của bác sĩ trực tiếp của bác để mà điều trị. Bởi vì là bên cạnh đó thì khi sử dụng các cái thuốc thì thường là cũng có những tác dụng chính, thế nhưng cũng có tác dụng phụ. Tuy nhiên là tôi cũng biết là cerebrolysin là một cái thuốc mà tăng cường lưu thông tuần hoàn máu não rất là tốt. Tuy nhiên là khi mà mình tiêm các cái thuốc vào cơ thể mình thì cũng nên cái điều trị bác sĩ theo dõi hàng tháng. Bác đến lấy thuốc thì bác sẽ hỏi ý kiến của bác sĩ, bác nhé, để tình trạng cụ thể bác sĩ đã nắm được, bác nhé. Tại vì tôi thấy này ạ, chính tôi đã tiêm một vài năm rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà tôi thấy để đi khám thì bác sĩ, tại vì này, xung quanh bây giờ hiện nay
nhiều người tiêm. Cũng hay tiêm lắm. Vâng. Thường xuyên tiêm mà nhờ y tế phường địa phương hay đến tiêm ạ. Vâng ạ, vâng. Thế thì cứ mỗi ngày một ống, có người thì tiêm hai ống, tiêm trong chục ngày. Vâng. Thế tôi đã tiêm mấy lần rồi, trong mấy năm rồi, nhưng vừa rồi nghe bác sĩ bảo là cái ý viên thuốc uống cũng có. Vâng, có thuốc uống, có thuốc viên đấy bác ạ. À thế ạ. Vâng, có cái thuốc viên. Cái thứ hai là tiêm cái cũng tốt, nhưng mà nhỡ nó sốc thì sao? Vâng, đấy. Tất nhiên là những cái việc mà đưa vào trong mạch máu tĩnh mạch của mình thì cũng có những cái cá biệt, có những trường hợp có những cái tai biến. Tuy nhiên là rất ít, nhưng mà cũng có thể nói là không ai dám nói chắc chắn 100% là không có. Cho nên tôi nghĩ rằng là bác đã đi khám bác sĩ rồi thì với những cái bệnh lý nền kèm theo tình trạng cụ thể của bác thì bác nên hỏi ý kiến của chính bác sĩ điều trị cho mình bác nhé. À thế bác Hải ơi, thế tôi uống thường xuyên uống Zinco thì có được không ạ? Đối với các cái thuốc nói chung, từ cái thuốc mà tăng tuần hoàn máu não thì có rất là nhiều loại. Bác hoàn toàn có thể uống được, với cái đường uống thì bác có thể uống được. Tuy nhiên là không nên sử dụng hai loại chồng chéo, ví dụ như cùng tiêm cùng uống chẳng hạn thì rất là nhiều. Thì bác nên, khi mà chúng ta sử dụng nó quá nhiều mà một loại, cùng một loại điều trị mà sử dụng quá nhiều loại thì cũng không tốt bác nhé. Vâng, ví dụ như tôi như vậy vẫn ăn ngủ tốt bình thường, huyết áp bình thường thì tôi uống ăn Natopet thì ngày mấy viên ạ? Đối với trường hợp mà cái trường hợp như là của bác mà nếu mà ăn ngủ bình thường và khi cái việc mà sử dụng Natopet ấy thì thấy rằng là nếu mỗi một lần thì bác có thể uống ngày hai lần, mỗi lần từ 1 đến 2 viên, nếu bác uống dài thì bác có thể uống mỗi lần 1 viên và ngày uống 2 viên, hoặc nếu bác uống thời gian quá dài rồi bác uống sẽ giảm liều duy trì, ví dụ như 1 viên. Cái điều này nó phụ thuộc vào ví dụ như là tình trạng mỡ máu của bác như thế nào. Bây giờ có tình trạng như là lipid, các cái tình trạng như là cholesterol ấy, những mà cholesterol xấu có bị tăng lên hay không, ví dụ như thế chẳng hạn, thì có tình trạng rối loạn mỡ máu thì bác nên là sử dụng những cái này, nó liều nó cao hơn bác nhé. À thế ạ. Vâng, và uống thường xuyên vẫn tốt chứ gì ạ? Dạ vâng ạ, uống thường xuyên thì tốt có ạ. Tôi uống đến gần 1 năm rồi ấy, xong rồi tôi sợ uống nhiều quá thì lại bỏ. Thì bác nghỉ lại mà thời gian xong bác lại uống tiếp, nên bác thì nghỉ 1-2 tháng. Nghe nói là tuổi chúng tôi thì mắt với lại não như thế này thì nên uống omega 369 có tốt không ạ? Có được không hay tác hại gì không ạ? Thật ra đấy là mà những cái axit béo cũng tốt, nhưng mà không nên uống quá dài. Bác có thể uống 1 tháng sau bác lại nghỉ 1-2 tháng sau bác lại uống tiếp bác nhé. Vâng, không ảnh hưởng gì đến tuần hoàn, mà uống Natopet cũng không ảnh hưởng gì đến nó gì ạ? Vâng, nó tốt, nó không phải ảnh hưởng nữa đâu ạ. À vâng, thì cảm ơn bác ạ. Vâng, rất cảm ơn. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác đã có câu hỏi gửi tới Thuốc Đông Y và xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hồng Hải. Vâng, quý vị thính giả thân mến ạ, đã có rất nhiều những cuộc gọi đến với tổng đài 1900-6255 để đưa ra những câu hỏi liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không? Và nếu như quý vị đang tìm kiếm những cái phương pháp có thể là làm hạn chế cái nguy cơ có thể là dẫn đến những cái cơn đột quỵ, có thể gọi điện về chương trình ngày hôm nay thông qua tổng đài 1900-6255. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối ngay với một vị thính giả nữa. Nếu như quý vị còn có những câu hỏi liên quan đến chủ đề này ạ, xin được mời gọi điện về tổng đài 1900-6255. Vì ngày hôm nay khi mà chúng tôi đưa ra chủ đề là đột quỵ do tắc mạch máu não có nguy hiểm không, thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị thính giả rằng là những bệnh nhân có những cái nguy cơ hoặc là những bệnh nhân mà có bệnh lý nền thì sẽ rất là lo lắng liệu rằng mình có thể sẽ đến một ngày nào đó đang khỏe mạnh, tự nhiên đang khỏe mạnh, có rất nhiều những bệnh nhân có thể gặp phải những cái cơn đột quỵ não một cách bất thường, bất ngờ. Và chính vì thế mà việc có thể điều trị những cơn đột quỵ não như thế này, như thế nào cho hiệu quả, thì đó là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Và nói vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ xin được nhờ bác sĩ Hồng Hải tư vấn tiếp cho một vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo ạ. Vâng ạ, xin chào bác ạ. Vâng. Vâng ạ, chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Vâng. Tôi là Cúc ở Nam Từ Liêm. Tôi có mấy câu hỏi xin hỏi bác sĩ ạ. Vâng ạ, mời bác vâng. ạ. Vâng, tôi là bị bệnh lý nền này, bị tăng huyết áp này, rồi đeo cái máy tạo nhịp tim, rồi khớp, nhìn chung là như là khán giả vừa gọi ạ. Năm nay tôi 73 tuổi. Vâng ạ. Nhiều bệnh lắm. Thế giờ tôi tăng huyết áp tầm độ 10 năm nay. Thế nhưng mà mấy năm trước thì cứ uống huyết áp đều, thế vài năm nay thì tôi đi ra bệnh viện tim ngoài Hà Nội ạ, thì bác sĩ cho cái thuốc gram ấy, thì uống thì nó lại cứ thấp, nó chỉ độ 100/60 thôi. Thế có lúc thì độ 97/65 hay 62 gì đó. Thế tôi thấy có cái một chương trình nói là nếu như thấp quá thì nghỉ một ngày, nghỉ một cự thuốc xong rồi lại uống tiếp. Vậy tôi xin hỏi là có cần phải đổi thuốc hay là cứ theo cái chỗ người ta bảo là nghỉ một ngày xong hôm sau lại uống?
Đấy là câu hỏi thứ nhất. Vâng. Câu hỏi thứ hai, tôi lại bị rối loạn lo âu và rối loạn tiền đình. Tôi khám ở đại học y, bây giờ bác sĩ đang cho thuốc nhưng mà bệnh chưa cải thiện lắm. Thế giờ tôi uống cái Natopet như là bác sĩ vừa tư vấn đấy ạ, có được không ạ? Vâng. Vâng. Bác thế còn mấy có hỏi cái thuốc không? Gì uống nó có tác dụng gì với nhau không ạ? Xin mời bác sĩ trả lời ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác đã có hỏi chương trình. Bác Cúc năm nay 73 tuổi đúng không ạ? Bác có tăng huyết áp nhưng mà bác khi bác điều trị thì huyết áp có lúc là 100/60, có lúc là 97/62 tầm thấy thôi đúng không ạ? Thực ra thì cái số huyết áp này cũng nằm trong cái chỉ số huyết áp nó bình thường. Tuy nhiên là tôi muốn hỏi bác là cái con số huyết áp mà lúc bác bị cao thì con số huyết áp của bác là bao nhiêu? Cao nhất cách đây gần chục năm nó là 160. Trên bao nhiêu ạ? Trên 90 ạ. Trên 90, thế ngày bác chưa bị tăng huyết áp thì cái con số huyết áp nền của bác bình thường ấy là bao nhiêu hả bác? Bình thường ạ, nếu chưa tăng huyết áp thì là huyết áp bình thường ạ. Bình thường là bao nhiêu ạ? Cũng chỉ đo thì người ta bảo bình thường thôi, còn thì tôi cũng không là bao nhiêu. Khi mà thấy chóng mắt, mí mắt nóng phùng phừng thì bắt đầu đi đo thì là nó lên đến 160/90 ạ. À vâng, bởi vì là cái tăng huyết áp này nó cũng phải là có nhiều cái trường hợp. Ví dụ như là có người bình thường là 120/80 nhưng có người bình thường chỉ 100/60 thôi. Vậy thì nếu là những người bình thường 100/60 mà con số đã tăng lên 160 thế là tăng lên rất nhiều rồi. Nhưng có người là bình thường 120/80 thì con số tăng lên 160/90 thì cái mức độ tăng nó không phải nhiều những cái trường hợp kia. Đấy là nhiều vấn đề như vậy. Đối với trường hợp như của bác, nếu mà cảm thấy khi mình sử dụng các thuốc huyết áp mình cảm thấy hơi mệt, sau khi mình dùng hơi mệt và con số huyết áp của mình nó tụt nhiều, ví dụ so với cái số huyết áp của mình mà tụt nhiều, thì bác cầm cái đơn đấy quay lại chỗ bác sĩ. Ví dụ bác sĩ hẹn bác là một tháng thì bác mới quay lại, nhưng mà thậm chí bác thấy có vẻ như là khi uống xong nó hơi mệt hoặc là râm rấp mồ hôi, hơi bùn rùn, ví dụ như thế chẳng hạn, thì bác quay lại đó bác sĩ sẽ đổi đơn cho bác. Bác sĩ chính bác sĩ điều trị cho bác sẽ đổi đơn cho bác nhé. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là cái việc mà bác rối loạn lo âu rồi rối loạn tiền đình. Thứ nhất là rối loạn tiền đình là một cái vấn đề như kiểu là cái tình trạng như là rối loạn tuần hoàn não. Và có cái rối loạn tuần hoàn não ở cái người 73 tuổi này là chuyện rất nhiều người mắc, không riêng gì mình bác mắc. Thì bác có thể nói với bác sĩ cho các cái thuốc tăng tuần hoàn não cho bác. Và khi sử dụng cái thuốc tăng tuần hoàn não thì các cái triệu chứng như là chóng mặt hoặc khó chịu đấy thì nó sẽ cải thiện cho bác rất là nhiều. Thì bác sẽ hỏi ý kiến của bác sĩ khi đi khám huyết áp. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng rối loạn lo âu, nếu bác cái có vấn đề bác lo lắng quá mức hay suy nghĩ và cái tình trạng lo lắng như vậy thì sẽ làm tăng huyết áp. Cái rối loạn lo âu cũng sẽ làm tăng huyết áp, cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà bác có thể tham gia vào các cái câu lạc bộ hoặc mới tinh thần thoải mái, hoặc là ví dụ đi ngủ đi vào một cái giờ nhất định, ngâm chân, rồi tức là cái người ta nói là vệ sinh giấc ngủ thật là tốt, cái phòng ngủ thông thoáng, rồi khi đi ngủ mình không xem tivi, không xem các cái bộ phim mà mang tính chất là mình có cái cảm xúc mình cứ lưu lại mãi như thế thì sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thì cái việc mà ăn ngủ tốt mà cái tinh thần thoải mái đấy để giảm bớt cái tình trạng mà rối loạn lo âu của bác nhá. Cái việc mà bản thân mình chủ động, ngoài cái việc thuốc ra thì cái bản thân mình chủ động có thể rất là tốt. Đối với cái tình trạng như của bác mà có tăng huyết áp lâu rồi mà bác sử dụng được cái Natopet thì rất là tốt, bởi vì chúng ta biết là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natopet. Thì Natopet thì có thể là người ta lên men từ đậu tương lên men theo cái phương pháp mà của Nhật Bản và chiết xuất được cái thành phần natokinase. Thì đây là một thành phần có tác dụng rất là tốt, nó ức chế cái việc mà hình thành các cái cục máu đông, làm thông thoáng lòng mạch. Như vậy thì trong trường hợp nhưng mà ở những người có tuổi, cái tình trạng như là sơ vữa mạch rồi cái tình trạng mà có thể hình thành các cục máu đông đấy có thể là gây như tình trạng mà có thể gây tình trạng đột quỵ hoặc là ví dụ đau thắt ngực rồi nhồi máu cơ tim. Thì cái việc mà sử dụng Natopet này là thành phần người ta lên men theo cái phương pháp của Nhật Bản từ đậu tương có thành phần natokinase, thì nó tác dụng làm thông thoáng lòng mạch, ức chế cái hình thành các cái cục máu đông này, thì rất tốt cho những người mà như của bác. Tôi nghĩ rằng bác sử dụng rất là tốt và nên sử dụng với thời gian nó dài. Trên cái bao bì của sản phẩm thì có hướng dẫn rất rõ các cái cách sử dụng bác nhé. Vâng ạ, bác sĩ cho tôi hỏi thêm tí ạ. Vâng ạ. Thưa bác là
thí dụ như mấy bà bạn tôi cứ 135, 100 bao nhiêu đấy chả việc gì, mà mình cứ lên đến độ 125 là đã thấy người nó choáng rồi, nên là cái cơ địa của mình phải chịu áp huyết thấp bác nhỉ. Bác ơi, đấy là một cái vấn đề, cái độ nhạy cảm của mỗi người khác nhau. Mới nói rằng là cái việc điều trị nó theo mỗi cá thể, không phải ai giống ai. Có thể có những người bình thường chỉ có 100/60, hoặc có người chỉ có 90/60 thôi. Cho nên khi huyết áp tăng lên 135, người ta đã gặp có vấn đề lắm rồi. Nhưng có người bình thường có thể 120, 125, 130/85, thì lúc đó con số nó lên 135 thì người ta lại không có cái cảm giác khó chịu như những đối tượng của những người kia. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc này điều trị cũng theo cái mỗi cá thể, và cái việc mà điều trị huyết áp thì bác cũng phải liên hệ thường xuyên với lại bác sĩ, và để chúng ta thăm khám lại định kỳ theo mỗi một tháng để bác sĩ tầm soát con số huyết áp cho bác nhé. Vâng. Thế thưa bác, là ngày tháng nào tôi cũng phải ra viện tim lấy thuốc. Đúng rồi, đấy, như thế là đúng ạ. Vâng, thế xong này thì bác sĩ có đổi một lần, nhưng mà uống cái thuốc ý thì không chịu được, nó cứ nóng phung phừng nha. Thật sau bác sĩ lại cho cái Coram đấy đi về uống thì nó lại cứ hơi hạ thế, nhưng mà tôi cảm thấy người nó bình thường. Vâng, thì có một điều là tôi hỏi bác sĩ thêm tí nữa. Là ví dụ như là bảo là đi sinh hoạt các câu lạc bộ đấy, nhưng mà mình cứ đến cái chỗ đông người hay là tiếp xúc với nhiều người là mình thấy nghe nó không thoải mái, chỉ ở nhà yên tĩnh thì mình thích thôi. Thế bác sĩ giải thích cho là cái trường hợp ý ạ. Vâng, có thể đây là cái tình trạng như là như vậy, thì có thể là gần như là cái sở thích của mỗi một người. Tuy nhiên là nếu những tình trạng như của bác, mà nếu đi được mà mình quen dần với những cái sinh hoạt cái cộng đồng của nhiều người ấy, thì sẽ tốt hơn những người có tuổi. Nếu mình cứ ngồi ở nhà mình trầm ngâm, mình suy nghĩ, có thể lúc đầu mình thấy thích, mình thấy không phải đi, nhưng nếu mình đi rất nhiều rồi, mình có một buổi mình ở nhà mình cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng nếu ngày nào mình cũng ở nhà thì đấy là gặp cảm vấn đề ở những người có tuổi. Nếu bác được ra ngoài, bác được trao đổi, bác được giao lưu với mọi người, rồi kể rất là câu chuyện của mọi gia đình, tất cả những cái thông tin giao lưu từ trong cộng đồng của những người có tuổi như bác, thì tôi nghĩ rằng bác sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều bác nhé. Thì tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác ạ, xin được cảm ơn tư vấn của bác sĩ Hồng Hải. Vâng ạ, còn một ít phút nữa chúng tôi xin được kết nối với một vị thính giả nữa và nhờ bác sĩ Hồng Hải tư vấn ạ. Alo. Alo. Vâng ạ, xin được mời bác đặt câu hỏi cho chương trình ạ. Vâng, alo, chào bác sĩ Hải và chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ, chào bác, mời bác trao đổi ạ. Vâng, tôi 82 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội ạ. Vâng ạ. Thì tôi có ý kiến muốn nhờ bác sĩ là hỏi là tôi cái tháng trước tôi ốm, tôi đi nằm viện ấy, thì từ trước đến nay tôi không bị áp huyết lên. Thế nhưng mà cái hôm tôi nằm viện ấy thì tự dưng là áp huyết lên 180. Thế thì bác sĩ cấp cứu thì bác sĩ cho uống cái viên thuốc thì cho ngậm xuống dưới lưỡi thì tôi thấy tôi nó hạ xuống. Còn bình thường hàng ngày các cô đến đo thì là có hôm 140/60, có hôm 120/80. Vâng. Thì coi như nó cứ lộn xộn thế. Thế nhưng mà từ hôm tôi về viện giờ thì được về viện được gần một tháng rồi. Thì tôi sang cái tháng này, tự dưng tôi sang cái tháng 9 này, tôi thấy tự dưng là người nó mặt từ nước, tức là chiều hôm qua tôi uống có một cốc sữa thôi, thế là tự nhiên là áp huyết nó lên. Áp huyết nó lên một cái, tôi không biết là áp huyết lên hay không, nhưng mà tôi thấy chống ngực tôi, tim nó đập rất mạnh, mà bồ hôi nó cứ vã ra. Hai bên thái dương này nó cứ giật đùng đùng ấy, thì để tôi muốn là nhờ bác sĩ xem là đấy có phải là áp huyết lên cao không. Thì tôi thấy là một tháng này là cứ một ngày ít nhất là tôi phải lên 4-5 lần như thế, thì bác bảo có phải là áp huyết. Gần hết thời gian rồi, mời bác nghe phần tôi trao đổi với tôi. Thứ nhất là bác 82 tuổi rồi, bác đã có lần mà đã đi cấp cứu ở trong bệnh viện với huyết áp mà tối đa lên 180 trên bao nhiêu không biết, trên mm thủy ngân. Vậy thì bác sĩ chắc là cho nó ngậm cái viên để hạ huyết áp Adalat rồi. Tôi nghĩ rằng trường hợp như của bác rất có thể cơn cao huyết áp kịch phát. Và đối với trường hợp mà những huyết áp dao động nó không bình thường, tôi có những người mà huyết áp cao thường xuyên. Bác ví như là một cái mương mà tất nhiên là mọi so sánh đã không phải giống, nhưng mà cái mương lúc nào cũng chứa đầy nước, cái áp lực của nước lên những cái bờ mương ấy nó sẽ khác với những mương mà ví dụ như là bình thường, ở cái mực nước rất là bình thường, nhưng có lúc là cái áp lực nước đổ về rất là mạnh chẳng hạn, thì nó có thể gây tình trạng như là ảnh hưởng cái vỡ, có thể vỡ mạch. Như vậy có nghĩa rằng là những cái trường hợp huyết áp cao một cách mà dao động một cách kịch cơn kịch phát như vậy, thì nếu mà không đi khám ngay và không điều trị ngay để hạ huyết áp xuống thì rất có thể xảy ra cơn đột quỵ.
Cho nên khi bác có cái các hiện tượng như vậy thì nói với người nhà nên là tức là đo huyết áp, nhưng mà tóm lại là ở những người có tuổi rồi đi vào viện ngay, không phải giữ ở nhà làm gì cả. Đo huyết áp ở nhà thì con cái ở nhà nó không xử lý được đâu. Cho nên là cái việc mà đưa vào đi vào viện ngay, và bác vào viện như vậy thì bác nên nằm viện. Bác nằm viện làm gì ạ? Để bác sĩ sẽ cho bác đo cái Holter huyết áp, tức là người ta theo dõi huyết áp 24 giờ. Và thậm chí cái Holter huyết áp này cũng có thể là bác nằm viện, ví dụ như là 10 đến 15 ngày, ví dụ như chẳng hạn, thì trong vòng từ 10 đến 15 ngày đấy, bác sĩ sẽ đo huyết áp cho bác hàng ngày và xem là cái quy luật của bác tăng huyết áp như thế nào, để người ta theo dõi và cho thuốc huyết áp cho bác cho phù hợp. Bác nhé. Vâng, vâng. Thế tôi đang định ngày mai tôi đi khám với bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, mai bác đi ạ, dạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn thính giả và xin được cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Hồng Hải trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn thì chúng tôi cũng không thể giải đáp hết được những câu hỏi của quý vị. Nhưng quý vị có thể tiếp tục gọi điện về tổng đài 1900 6255. Và chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn nhãn hàng Natopet tăng cường sức khỏe tuần hoàn đã tài trợ cho chương trình này. Để được tư vấn về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài miễn cước cuộc gọi 1800 6305. Xin được nhắc lại là tổng đài miễn cước cuộc gọi 1800 6305. Quý thính giả có thể gọi tới số điện thoại tư vấn trên vào tất cả các ngày trong tuần, hoặc là truy cập vào website natopet.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt quý vị.